Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh Kiến thức Tử Vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: Tử Vi về nhân tướng học, về xem những con giáp trung niên thì giàu có và hậu vận thì dùng dỉnh tiền tiêu. Đây là một trong số những con giáp có số hậu vận phát tài. Với những con giáp mà trung niên thì giàu có ở dưới đây đã luôn cố gắng không ngừng để từ khi còn trẻ, và thành tựu họ sẽ khiến tất cả mọi người sẽ phải ngưỡng mộ khi những con giáp này bước vào tuổi trung niên. Chỉ có không ngừng cố gắng thì chúng ta mới trở nên tiến bộ hơn trong cuộc sống, và sự tiến bộ sẽ giúp chúng ta vững vàng và từ đó sẽ có cuộc sống sung túc hơn rất nhiều. Vì vậy, bạn có biết ai sẽ là con giáp trung niên giàu có sau quãng thời gian trẻ tuổi nỗ lực không ngừng hay không? Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Thìn. Thìn thì theo xem bói tử vi cho biết, đối với người tuổi Thìn thì thường là có xuất thân rất tốt. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã nhận được sự giáo dục đúng đắn khiến cho họ rất dễ trở thành một người có chí hướng vươn lên trong cuộc sống. Họ biết rằng dù gia đình có giàu có đến mấy mà không chịu cố gắng thì rồi cũng có lúc tiền tiêu mãi cũng hết, mà rồi phải sống trong cảnh nghèo khổ. Chỉ có sự cố gắng thì mới đem lại cho họ sự đủ đầy trong cuộc sống mà thôi. Chính vì vậy, từ khi còn trẻ, họ sẽ không ngừng làm việc để rèn luyện bản thân và trở thành một trong những con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Và trải qua những quá trình cố gắng lâu dài, họ sẽ ngày càng xuất sắc hơn rất nhiều và luôn được lãnh đạo tin tưởng, thậm chí có thể bước lên một vị trí lãnh đạo rất cao. Đây là con giáp trung niên giàu có, hậu vận phát tài. Khi những con giáp này đến tuổi trung niên, họ sẽ tích lũy được một khối tài sản rất đáng ngưỡng mộ. Đến khi về già sẽ được hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy bên con cháu. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Tuất. Đối với người tuổi Tuất là con giáp có tính cách hiền lành và thật thà. Họ đối xử chân thành với tất cả mọi người nên rất dễ xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Họ là người có số phú quý trời sinh. Tuy nhiên thì con đường làm giàu của họ lại không hề dễ dàng mà phải trải qua rất nhiều gian nan và trắc trở. Khi còn trẻ, tuy là một con giáp ít nói làm nhiều, nhưng vì thiếu hiểu biết nên họ thường đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho mọi công sức đổ sông đổ bể. Thế nhưng họ không đầu hàng trước nghịch cảnh. Mỗi lần mà Tuất thất bại thì họ lại học được những bài học rất quý giá. Đến khi đã lớn tuổi thì họ chắc chắn sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm rất đáng quý và có ích cho quá trình phát triển con đường sự nghiệp của mình. Từ đó, họ sẽ thường tìm được những cơ hội phát tài quý giá, khiến cho họ một bước lên mây và trở thành người giàu có, sung túc, rất đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Tý. Với người tuổi Tý là người có tính cách cẩn thận, họ thường không vội vàng đưa ra những quyết định nên ít khi mắc phải sai lầm. Và họ đã là một con giáp làm việc rất nghiêm túc. Thế nhưng cũng chính vì cái tính cẩn thận quá mức ấy lại khiến cho họ rất dễ bỏ qua nhiều những cơ hội phát tài trong cuộc sống. Chính vì vậy mà từ khi còn trẻ thì đa số những người tuổi này là thường phải trải qua cuộc sống bình bình, dù không vướng vào nhiều khó khăn hay trắc trở nhưng cũng không dễ phát tài. Chỉ đến khi trung niên thì họ đã trở thành một những con giáp dày dặn kinh nghiệm, đủ sự tin tưởng với bản thân rồi, và họ mới bắt đầu dám quyết đoán, dám nắm bắt cơ hội, và họ
sẽ dùng con mắt tinh đời của mình để nhận ra đâu là cơ hội đáng quý và nắm bắt không chần chừ. Với người tuổi này thì sẽ trở thành một trong những con giáp trung niên giàu có và nhận được sự kính nể và kính phục của mọi người xung quanh. Và các bạn thân mến, con giáp thứ tư đó là con giáp người tuổi Dậu. Đối với người tuổi Dậu là một trong những con giáp cũng cứng rắn và tự tin vào bản thân mình. Họ thường cho rằng ở trên đời này chẳng có việc gì mà mình không thể làm được. Một khi đã quyết tâm làm việc gì thì họ sẽ cố gắng đến khi thành công mới thôi. Tuy nhiên thì vì sức người có hạn mà con giáp này lại quá tham vọng nên khi còn trẻ họ đã phải cam chịu thất bại không ít lần. Song với tính cách mạnh mẽ thì họ sẽ không từ bỏ ngay ở đó mà luôn vẫn cố gắng quyết tâm để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Và bằng cách này hay là cách khác thì đến khi trung niên họ chắc chắn sẽ thành một trong số những người dày dặn kinh nghiệm nhất. Họ đã dùng hết những kinh nghiệm tích lũy của mình để áp dụng vào sự nghiệp, từ đó đã đạt được những thành công rất đáng ngưỡng mộ và chắc chắn sẽ trở thành một trong những người thành công ở độ tuổi trung niên. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về trong đầu năm mới Nhâm Dần 2022, có 3 con giáp kinh doanh phát lộc, tài vận rất hanh thông. Khi bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, có 3 con giáp này được dự đoán là lộc lá về chuyện kinh doanh, sự nghiệp hanh thông và thuận lợi đến một cách không ngờ. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Thìn. Về theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng, đối với người tuổi Thìn thì luôn được biết với tính cách chân thành, nhân hậu, chính trực. Và người này là người có tính cách, có sao nói vậy. Trong công chuyện thì họ là con giáp nhiệt huyết, thông minh và lanh lợi nên làm việc gì cũng luôn suôn sẻ. Và khi bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 thì con giáp này là con giáp làm kinh doanh buôn bán rất vượng. Họ giúp cho cửa hàng công ty của mình đang làm việc bán được rất nhiều hàng và ký được rất nhiều hợp đồng có giá trị trong cuộc sống. Với những người làm kinh doanh thì cũng được rất nhiều khách hàng tin tưởng, ủng hộ nên doanh thu tăng lên một cách không ngừng. Và con giáp này còn có thêm những cơ hội đầu tư kinh doanh và hứa hẹn sinh lời. Trong công việc kinh doanh thì rất thịnh vượng, phát đạt đã giúp cho người tuổi Thìn kiếm được rất nhiều tiền và có được cuộc sống ngày càng sung túc hơn, nhất là trong năm Nhâm Dần 2022 này. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Sửu. Về theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng thì đối với Sửu là một trong những con giáp hiền lành, cần kiệm và luôn có tính trách nhiệm cao. Họ rất tốt bụng, sống rất ấm áp và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Chính bởi vậy nên khi gặp khó khăn thì họ thường thường là được quý nhân luôn giang tay giúp đỡ, sớm tai qua nạn khỏi. Và trong đầu năm nay Nhâm Dần 2022 thì người tuổi Sửu có vận xui qua đi, vận may đã gõ cửa và vô số những tin vui luôn gõ cửa nhà con giáp Sửu. Nếu như Sửu làm kinh doanh thì con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Nhờ vào việc nhanh nhạy nên họ đã tìm được những nguồn hàng rất tốt và được rất nhiều khách hàng luôn giang tay ủng hộ con giáp Sửu. Với con giáp tuổi Sửu thì luôn buôn may bán đất, tất toán nợ nần, thu hái bội tiền và cuộc sống của họ trong năm 2022 cực kỳ khởi sắc. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Mão. Mão thì theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng đối với Mão là con giáp bao dung nhân hậu và biết cảm thông cho người khác. Với con giáp này thì cũng rất nhiệt huyết và có chí tiến thủ trong công việc. Không những thế, với người tuổi này là người còn có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. Dù theo đuổi ngành nghề nào thì con giáp tuổi Mão cũng sẽ đạt được những thành công nhất định. Với đầu năm mới Nhâm Dần 2022,
người tuổi Mão làm kinh doanh sẽ gặp rất nhiều điều may mắn. Họ luôn luôn buôn may bán đất, chốt được rất nhiều đơn hàng, nên từ đây thu về rất nhiều lợi nhuận. Còn người làm kinh doanh nhỏ thì cũng nhận tin vui đến bất ngờ và được tạo những điều kiện trong việc làm ăn và buôn bán. Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Mão tách ra làm kinh doanh riêng, khai trương mở hàng đầu năm, biết nắm bắt cơ hội và không ngừng phấn đấu vươn lên. Con giáp này sẽ làm đâu thắng đó, thu nhập dồi dào, dôi dư hơn trước rất nhiều. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.